bội ca, chị ông ấn định trong ta la, cùng em hát ca chào hè. Hè hè, trong luôn ấm đó ta. Hè hè, bài của trắng em đẹp lướt qua. Hè hè, chúng ta trắng hoa thơm đó tươi. Hè hè, cùng em tiếng ca tràn hòa. Em yêu nắng hồng quê. Say, say my-
mục Dịu Ngọt Tình Yêu Thương của các bạn năng khiếu khối lá. Và tiết mục này đã đạt được huy chương bạc trong hội thi aerobic cấp thành phố vừa qua. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Tình Yêu Thương tạm khép lại chương trình văn nghệ. Nghiêm Nhị Cơ chào. Xin cảm ơn. Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2018, được sự đồng ý của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc, Trường Mẫu Giáo Họa Mi long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Trường Mẫu Giáo Họa Mi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Về tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được đón tiếp nhiều vị lãnh đạo, nhiều quý khách. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đại diện lãnh đạo thành phố Bảo Lộc. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Lê Duẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Bảo Lộc. Về phía lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Hương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, chuyên viên phụ trách mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc. Có ông Trần Hữu Phong, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc. Có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Minh, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Lộc. Xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng.
Về phía đại diện lãnh đạo phường 2, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Vũ Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 2. Chúng tôi xin đồng giới thiệu có ông Hà Duy Thắng, trưởng công an phường 2, ông Nguyễn Văn Ơi, tổ trưởng tổ khu phố 21 phường 2. Về phía tôn giáo, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Bề Trên Tổng Quyền Hội Dòng Mến Giá Thủ Thiêm. Dạ, xin trân trọng giới thiệu có cha Du Xe Dương Công Hồ, Phó trưởng ban Ủy ban Đoàn kết thành phố Bảo Lộc, cha Du Xe Khiêm, Phó sứ Bảo Lộc, xin nhiệt liệt chào mừng. Về phía ân nhân, xin trân trọng giới thiệu có bà Cố Sang là ân nhân của trường mẫu giáo Hạ Mi. Về dự buổi lễ hôm nay, trường mẫu giáo Hạ Mi vinh dự được chào đón sự hiện diện của quý đại biểu là đại diện các ban ngành đoàn thể thành phố Bảo Lộc. Xin hân hạnh chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu là các ông bà lãnh đạo các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, đặc biệt có sự hiện diện của lãnh đạo các phường đến tham dự hôm nay, các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh, quý vị phụ huynh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường mẫu giáo Hòa My. Chúng ta xin một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị đại biểu và toàn thể quý vị hiện diện hôm nay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 2 cũng về dự với buổi lễ hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý khách. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ quan trọng mang tính chất toàn diện trong quá trình phát triển giáo dục, đồng thời là yếu tố quan trọng để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo xu thế phát triển của thời đại. Trải qua quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường mầm non Hòa My và các trường trên địa bàn phường 2 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, sự quan tâm chăm lo của ngành giáo dục, đặc biệt là sự chung tay của toàn thể nhân dân trên địa bàn địa phương. Kết quả đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của trường mầm non Hòa My tiếp tục đánh giá sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các cô trò nhà trường, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong phường, sự hỗ trợ chuyên môn của ngành giáo dục, sự chung tay chung sức đồng thuận của các tổ chức cá nhân. Đây là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong sự nghiệp chồng người của trường nói riêng, của địa phương nói chung. Đồng thời, cơ hội hôm nay là điều kiện để trường mầm non Hòa My tham gia hội nhập sâu rộng với sự nghiệp giáo dục phát triển của thời đại, từ môi trường này tiếp tục ươm trồng đào tạo ra những thế hệ mầm non tài năng tương lai cho đất nước. Buổi lễ đón nhận danh hiệu cao quý hôm nay có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương, trong đó vai trò vị trí giáo dục của mầm non Hòa My. Kết quả hôm nay là một vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn đối với trường. Danh hiệu trường chuẩn của trường tiếp tục khẳng định sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội, của toàn dân. Nhân dân phường 2 hôm nay lại vinh dự có thêm một môi trường giáo dục mầm non chất lượng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục. Thay mặt đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn thể nhân dân phường 2 xin được cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể. Cảm ơn quý cơ quan, các đơn vị và hội cha mẹ học sinh nhà trường đã tạo điều kiện cho nhà trường và địa phương những năm qua. Chúc mừng thành quả mà trường mầm non Hòa My đã đạt được. Với tinh thần đó, tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố khai mạc lễ đón nhận danh hiệu trường mầm non Hòa My phường 2 thành phố Bảo Lộc đạt tiêu chí chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhân dịp này xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Lời đầu tiên, con xin trân trọng kính chào quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khách, lời chào trân trọng nhất. Sau đây, tôi xin báo cáo quá trình phấn đấu xây dựng trường mẫu giáo Hòa My đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
trường mẫu giáo Hòa My hoạt động từ năm 1990 với loại hình nhóm trẻ gia đình. Đến tháng 10 năm 2002, trường được Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cấp quyết định thành lập trường với tên gọi trường mẫu giáo Hòa My. Năm 2011, nhà trường xây dựng mới với tổng diện tích là 4.897 m². Ngôi trường gồm 2 tầng, có 18 phòng. Các phòng tương đối đầy đủ tiện nghi và các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Năm học 2017-2018 có 400 cháu, được chia ra là 12 lớp theo các độ tuổi. Trong đó lớp mầm là 120 cháu, lớp chồi là 140 cháu và lớp lá là 140 cháu. Các thành tích mà tập thể nhà trường đạt được năm học 2016-2017 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Thành tích của các cá nhân: giáo viên giỏi cấp trường đạt 16 trên 24 giáo viên, đạt 67%. Giáo viên giỏi cấp thành phố đạt 5 giáo viên, tỷ lệ là 31%. Lao động tiên tiến đạt 70%. Trong quá trình hình thành về mô hình trường chuẩn quốc gia đến nay, trường đã làm được một số công việc như sau: xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, huy động và duy trì sĩ số trẻ ra lớp đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu, tu sửa trang thiết bị, cải tạo môi trường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả chất lượng nuôi dạy và tổ chức tốt các chuyên đề, đẩy mạnh công tác xã hội giáo dục. Đến nay, trường mẫu giáo Hòa My đã hoàn thành tốt 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiêu chuẩn 1: tổ chức quản lý nhà trường. Nhà trường tổ chức quản lý tốt các hoạt động của nhà trường để tạo lề lối làm việc có nề nếp và hiệu quả, quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Công tác tổ chức, ban giám hiệu nhà trường có đầy đủ bằng cấp và khả năng để làm thực hiện theo yêu cầu của điều lệ trường mầm non. Về công tác phối hợp, nhà trường đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt các công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Ban đại diện cha mẹ phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các công tác chăm sóc giáo dục trẻ, huy động được sự đóng góp của cha mẹ trẻ trong các phần chăm sóc giáo dục cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất. Chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan quản lý đối với các cấp giáo dục, nhà trường đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng, của pháp luật, của nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non. Đánh giá tiêu chuẩn 1 là đạt. Tiêu chuẩn 2 về đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường. Số lượng và trình độ đào tạo, nhà trường có 24 giáo viên và 11 nhân viên, trong đó 70% giáo viên và nhân viên trên chuẩn và 30% là đạt chuẩn. Đánh giá tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên và nhân viên của nhà trường là đạt. Tiêu chuẩn 3, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Nhà trường thực hiện chương trình mầm non do Bộ Giáo dục ban hành và kết quả hàng năm, 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường. Trẻ được khám sức khỏe 2 lần trong năm. Năm 2017-18, tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đối với trẻ 5 tuổi là 97%, trẻ 3-4 tuổi là 90%, trẻ 5 tuổi hoàn thành ra trường là 100%. Sự tăng trưởng của trẻ trong năm học 2017-18, đầu năm nhà trường có 14 trẻ suy dinh dưỡng, cuối năm còn 5, tức là giảm được 5 trẻ so với đầu năm. Đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là đạt. Về tiêu chuẩn 4, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhà trường có công trình xây dựng kiên cố, khuôn viên tường rào bằng bê tông ngăn cách với các bên ngoài. Trường có cổng, biển trường và tên trường theo quy định. Về phía các phòng chức năng, các phòng học, nhà trường đầy đủ các phòng học theo yêu cầu chung. Các khối phòng phục vụ học tập, các phòng nhà trường có phòng thể chất, phòng hoạt động và các sân chơi, phòng thư viện đầy đủ để cho các cháu chơi và hoạt động theo nhu cầu và khả năng của các cháu. Đánh giá tiêu chuẩn 2 và quy mô trường lớp của nhà trường đạt. Tiêu chuẩn 4,
công tác xây dựng xã hội hóa, công tác tham mưu phát triển mầm non, nhà trường đã thực hiện nòng cốt trong việc tham mưu với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương về công tác phát triển mầm non. Nhà trường đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền phối hợp với các đoàn thể địa phương và phụ huynh để tuyên truyền công tác nuôi dạy cháu có khoa học, để vận động trẻ đến trường đạt một chỉ tiêu 100%. Nhà trường đã duy trì phối hợp với các lực lượng cộng đồng để tổ chức các hoạt động lễ hội theo chương trình giáo dục mầm non và phù hợp với truyền thống của địa phương. Nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho các đoàn thể, các ngành, các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ huy động các nguồn lực cho kinh phí để cơ sở vật chất của nhà trường càng ngày càng ổn định. Tổng kinh phí tham mưu vận động từ các ân nhân và quý phụ huynh từ năm 2014 đến 2018 là 444 triệu. Đánh giá tiêu chuẩn 5 của nhà trường là đạt. Nhà trường đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non, chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý chỉ đạo của địa phương, chủ động tham mưu với các cấp đảng, ủy, chính quyền địa phương và kế hoạch phát triển để thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục mầm non. Nhà trường thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao uy tín trong nhân dân, thực hiện tốt các công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên. Trên đây là phần báo cáo quá trình phấn đấu trường mầm non theo 5 tiêu chuẩn để đạt chuẩn quốc gia. Thông qua đây, nhà trường đã nhận định là nhà trường thực hiện tốt và đạt được 5 tiêu chuẩn của trường mẫu giáo Hòa My đạt chuẩn quốc gia cấp đại 1. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị phụ huynh học sinh cùng tất cả các cháu thiếu nhi thân mến, tôi xin đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố xin thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định số 912 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ngày 17 tháng 5 năm 2018 quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 02 ngày 8 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 960 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quyết định điều 1 công nhận trường mẫu giáo Hòa My, phường 2, thành phố Bảo Lộc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Điều 2, thời hạn công nhận là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định này. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và hiệu trưởng các trường có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phan Văn Đa đã ký. Sau đây tôi trân trọng kính mời ông Lê Trọng Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên trao quyết định cho trường Mẫu giáo Hòa My. Trân trọng kính mời bà Tạ Thị Mộng Điệp, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Hòa My cùng Ban giám hiệu nhà trường lên nhận quyết định. Bà Phạm Thị Thanh Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố cùng nán lại sân khấu để cùng với ông Lê Trọng Tuấn, đại diện cho lãnh đạo địa phương, trao hoa chúc mừng cho nhà trường. Xin trân trọng kính mời. Quý vị đại biểu, trường Mẫu giáo Hòa My trong suốt quá trình hình thành đến nay, từ năm 1990 đến năm 2011 được công nhận là trường Mẫu giáo Hòa My, và trong suốt quá trình hình thành phát triển đến nay
đã được 7 năm, chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của quý sơ, quý linh mục và quý vị phụ huynh học sinh. Chúng ta đã có nhiều công sức để trường hình thành phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay, để đạt chuẩn mức độ 1 ở cấp quốc gia. Kính thưa quý vị, từ năm 1990, chúng tôi nhớ từ ngày đó còn có các quý vị là linh mục quý cha như linh mục Cố, linh mục Điền, rồi linh mục Duyên, linh mục Truyền, rồi các quý sơ bề trên để cho trường chúng ta từ con số 0 và hình thành đến ngày hôm nay. Và đến hôm nay chúng ta đã phát triển hình thành lớn mạnh ở mức độ có thể nói là dẫn đầu toàn thành phố với số lượng 400 cháu học của trường. Thế từ con số 0, hôm nay 400 cháu được hưởng cái cơ sở vật chất, được hưởng cái tinh thần của quý vị dành cho các cháu, cũng như sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Thành phố, cũng như phường 2 dành cho các cháu hôm nay. Chúng tôi ghi nhận và đề nghị buổi lễ hôm nay chúng ta nhiệt liệt ghi nhận và cho một tràng pháo tay đối với nhà trường chúng ta hôm nay đạt chuẩn mức độ 1 ở thành phố Bảo Lộc chúng ta. Hôm nay trường Hòa My là một trường duy nhất và đầu tiên ở mức độ ngoài công lập, tức là xã hội hóa, chúng ta được nhận cái vinh dự này. Do đó, quan tâm của Thành ủy phân công tôi xuống đây dự để phát biểu động viên đối với nhà trường, đối với toàn thể ban giám hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể quý vị học sinh và quý vị đại biểu tham dự hôm nay, để chúng ta vui mừng đón nhận và ghi nhận những cái công lao như thế. Và hôm nay trong phương hướng tới, chúng tôi hy vọng rằng cấp độ quốc gia chúng ta có hai cấp độ, cấp độ 1 và cấp độ 2. Hôm nay chúng ta đạt được cấp độ 1 là đầu tiên và là trường thứ hai của toàn tỉnh đã đạt được, cùng với quyết định của Ủy ban Nhân tỉnh hôm nay có thêm một số trường nữa. Để chúng tôi nói như thế là rất là quý giá, và đạt được cái mức độ đó rất khó. Nhưng để giữ cái mức độ này trong 5 năm tới càng khó hơn. Không phải giao nhiệm vụ, nhưng mà tôi hy vọng với sự góp sức của toàn thể quý linh mục và quý vị cùng toàn thể xã hội, chúng ta chung tay góp sức để làm sao mà trường chúng ta sau 5 năm đạt mức độ 2 cấp quốc gia của trường Hòa My chúng ta, thì các cháu sẽ còn hạnh phúc hơn, được hưởng những cái mặt tiêu chí đạt được cao hơn ở mức độ 1. Muốn giữ được mức độ 1 và phấn đấu mức độ 2, tôi cũng đề nghị trước hết là ban giám hiệu nhà trường, quý vị, như cô Tạ Thị Phòng Điệp đã báo cáo, chúng ta đạt được 5 tiêu chí mức độ 1 thì mức độ 2 cao hơn ở cái chỗ, ví dụ cơ sở vật chất tới nay chúng ta cũng gọi như là tạm đạt được mức độ 2, bởi vì chúng ta đang 140 cháu, chúng ta còn 120 cháu thì diện tích sẽ tăng lên ở 120 cháu, sắp tới sẽ thực hiện tốt hơn. Thứ hai, muốn phấn đấu đạt được mức độ 2, quý vị cũng lưu ý là chúng ta cái công tác luân chuyển các thầy cô giáo đối với quý sơ với để trong ngành ấy, thì chúng tôi quy thấy là cứ 2 năm một lần cô giáo lại luân chuyển đi. Thế thì các cô giáo luân chuyển đi ở đây là gì? Các cô giáo năm nay đạt mức độ giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp trường, nhưng mà luân chuyển đi thì các cô giáo mới đến là chưa biết là cấp nào. Do đó cái cấp luân chuyển đi ấy, thì tôi thấy là chuyển về phải đạt tỷ lệ giáo viên giỏi cấp thành phố, và đặc biệt chúng ta chưa đạt được cấp tỉnh, do đó phải lưu ý cái tiêu chí này thì chúng ta sẽ đạt được cái mức độ 2 cấp quốc gia, vân vân. Thì tôi xin nói một ví dụ về cái đội ngũ giáo viên trình độ phải đạt chuẩn ở mức độ 2 là như vậy. Đối với phường 2, chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc của phường quan tâm hơn nữa đối với ngôi trường này. Hôm nay thay mặt cho lãnh đạo thành phố, tôi đến dự để động viên ghi nhận kết quả này. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các cháu yêu quý sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Hôm nay trong bầu không khí tưng bừng của buổi lễ ra trường của các cháu học sinh khối lá, niềm hân hoan của cô và trò trường mẫu giáo Họa Mi lại tăng lên gấp bội khi được vinh dự đón bằng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Trường tư thục Họa Mi là một trường trực thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Vì thế tôi xin được thay mặt cho quý vị trong hội dòng nói lên đôi lời cảm nghĩ của mình trong buổi lễ trang trọng này. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và thành đạt. Kính chúc các cô giáo nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúc các cháu học sinh học giỏi, chăm ngoan và chúc buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Có được thành quả như ngày hôm nay là do sự nỗ lực phấn đấu của tất cả giáo viên, nhân viên, sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, nhất là nhờ sự giúp đỡ và động viên của các cấp lãnh đạo. Hôm nay, nhà trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó chính là niềm vui và vinh dự của tất cả mọi thành phần trong trường. Niềm vui ấy là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cô giáo và học sinh dạy và học tốt hơn để có những thành quả cao hơn nữa. Xin các cấp lãnh đạo tiếp tục hỗ trợ trường chúng tôi trong những tháng ngày sắp tới. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, ban giám hiệu nhà trường, các giáo viên, nhân viên và các bậc phụ huynh được mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các cháu học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là những mầm non tương lai của đất nước. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý cha, quý dì, kính thưa quý khách, quý phụ huynh và các cháu học sinh thân mến, để ghi lại khoảnh khắc của ngày bé đặt dấu mốc thành công đầu tiên trên con đường tri thức, có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ và thầy cô. Lễ ra trường của các bé khối lá xin đề nghị toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể quý khách, quý phụ huynh dành cho các bé một tràng pháo tay thật lớn cho phần nghi thức lễ ra trường. Bỡ ngỡ lạ lùng, tay con
bé mẹ chân trùng không đi. Bây giờ kỷ niệm còn ghi, trở nên gắn bỏ con đi xa trường. 3 năm học đã trôi qua, kể từ ngày chúng con lần đầu tiên đến trường mẫu giáo Hòa Bi này. Ngày chúng con còn bé xíu, chưa biết gì, còn khóc nhè mỗi khi đến lớp. Quý vị quý cô đã đón nhận chúng con trong vòng tay thương yêu trìu mến. Quý vị quý cô đã ân cần dạy dỗ và chăm sóc chúng con, để mỗi ngày chúng con càng ngoan hơn, khỏe hơn và trở thành những người con ngoan trò giỏi. Giờ đây chúng con sắp xa quý vị quý cô, xa mái trường Hòa Mi thân yêu này. Chúng con chẳng biết lấy gì để đáp công ơn ấy. Chúng con xin hứa khi đến trường mới sẽ học thật giỏi, thật ngoan, để xứng đáng với sự dạy dỗ của quý vị quý cô, xứng đáng là học sinh của trường mẫu giáo Hòa Mi. Bố mẹ kính mến, chúng con rất thương bố mẹ. Bố mẹ đã vất vả hy sinh nuôi dưỡng và chăm sóc chúng con những năm qua. Chúng con còn hay nhõng nhẽo và chưa ngoan. Bố mẹ đừng buồn chúng con nhé. Bây giờ chúng con hứa sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn, vâng lời bố mẹ hơn, để đền đáp công ơn bố mẹ. Giờ đây chúng con xin tạm biệt tất cả. Dù chúng con ra trường rồi, nhưng vẫn xin được mãi mãi làm học trò Hòa Mi. Chúng con xin kính chúc quý vị quý cô được nhiều niềm vui và sức khỏe, bố mẹ luôn hạnh phúc. À, mùa hè đã đến thật rồi, mùa hè đến thật vui nhưng lòng sao thật buồn. Chia tay bạn thân yêu cùng cô giáo hiền, đó là tâm tình bùi ngùi xúc động, gói trọn lòng biết ơn của chúng con. Trước khi chia tay quý vị quý cô để bước vào lớp 1, chúng con xin gửi đến quý vị quý cô một bài và bố mẹ một bài hát tạm biệt trường Hòa Mi, như một món quà nhỏ bé nhưng đầy tình thương mến của chúng con đối với quý vị quý cô và các bạn. Là phần phát thưởng và quà cho các bé khối lá trước khi các bé ra trường. Xin mời quý vị trong ban giám hiệu lên trao phần thưởng cho các bé. Thank you.
trường hôm nay chính là những tình cảm, những hành trang vô cùng quý báu giúp các con bước vào trường tiểu học thân yêu sắp tới. Vô cùng ý nghĩa của nhà trường đã dành cho các bé một lần. Chúng tôi xin được thay lời cho ban giám hiệu nhà trường xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu tiến lên cùng chụp hình với các cháu. Xin trân trọng kính mời quý cha cùng chụp hình với quý dì và các cháu. Xin kính mời quý cô, quý cô đứng hai bên nào. Cười đấy nhá. 1, 2, 3 chi. Lại lần nữa nào. 1, 2, 3 1, 2, 3 chi. Che này là che hết mặt hết rồi. Quà lên đầu là quà đè luôn đấy các con ạ. Không thấy mặt đâu nữa. Quà đè mà không sao. Ta 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 ta
này em xin hòa cùng tiếng ca, để mai kia hạt giống nở hoa trong từng tấm lòng, để hôm nay lời than có tình em tha thiết bạn đầu. Trường mẫu giáo Hạ My đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và lễ ra trường của các cháu khối lá đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo, quý cha, quý vị khách quý, quý ân nhân cùng toàn thể quý bậc phụ huynh và các cháu đã bớt thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ với nhà trường chúng tôi. Xin cảm ơn dịch vụ, sự kiện Ely và công ty mỹ phẩm Xuân Trang cũng là phụ huynh của nhà trường đã hỗ trợ đắc lực trong buổi lễ hôm nay. Nhà trường xin chân thành cảm ơn công ty ánh sáng Tân Nhật Minh. Đặc biệt cảm ơn ban chấp hành hội cha mẹ học sinh đã hỗ trợ nhiệt tình cho nhà trường trong những ngày vừa qua. Và xin cảm ơn tất cả mọi người cùng toàn thể giáo viên, nhân viên đã phục vụ cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thay mặt nhà trường, chúng tôi xin tuyên bố bế mạc lễ đón bằng công nhận trường mẫu giáo Họa My đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và lễ ra trường cho các cháu khối lá. Và sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, quý cha, quý dì, bề trên và ban chấp hành hội cha mẹ học sinh lên chụp hình lưu niệm cùng với nhà trường. Xin trân trọng kính mời. Mùa hè đến.